Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại kênh Khánh Ngọc Hoạt Hùng. Kính chúc quý khách hàng một ngày mới thật nhiều niềm vui ạ. Hôm nay em lại tiếp tục nên xả mã áo bono đồng giá 100k một sản phẩm. Khi mua hai sản phẩm, quý khách hàng được miễn phí ship ạ. Mua một sản phẩm, quý khách hàng vui lòng thanh toán giúp em 23.000 tiền ship ạ. Và hôm nay không để quý khách hàng chờ đợi lâu, em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm để kính mong quý khách hàng lựa chọn nghe rõ thông số để lựa chọn cho mình những chiếc áo phù hợp ạ. Và em lên mã đầu tiên, mã A1, một em màu củ đậu, phối với lại cổ đen nha. Vai 48, bụng 53, dài 70. Vai 48, bụng 53, dài 70. Tay né kẻ, tay né kẻ xanh rất là đẹp. Có túi ngực nha, túi ngực nha các anh chú nha. Túi ngực. Mã A1, vai 48, bụng 53, dài 70. Một em tắc mắc của Nhật nhé, các anh các chú nhé. Tắc mắc của Nhật rất là đẹp, nhẹ nhàng, mỏng, mát. Rất phù hợp cho mùa hè này các anh các chú nhé. Thấm hút mồ hôi. Mã A1, vai 48, bụng 53, dài 70. Rất là đẹp. Tiếp theo em lên mã A2, một màu xanh coban nha. A2, vai 45, bụng 49, dài 69 ạ. Vai 45, bụng 49, dài 69. Có túi ngực và thêu hàng chữ ở trước ngực ạ. Có túi ngực nhá các anh các chú nhá. Có túi ngực ạ. Áo xẻ nhá. Áo xẻ, một em áo made in China, xuất Nhật. Xuất Nhật nhá, áo xẻ tà. Mã A2, vai 45, bụng 49, dài 69, rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Tiếp theo mã A3, vai 49, bụng 53, dài 76. Một em màu đen, vai 49, bụng 53, dài 76. Có theo dòng chữ, dập dòng chữ ở trước ngực nhé, các anh các chú nhé. Một em áo xẻ. Còn em áo xẻ tà tắc mắc của Hàn nha các anh các chú nhá. Áo xẻ tà né xanh nha các anh các chú nhá, rất là đẹp. A3, vai 49, bụng 53, dài 76 ạ. Chất rất là mỏng mát. Mỏng mát. Các anh các chú phù hợp mặc ở nhà đi chơi cũng được, mặc lao động rất là nhẹ nhàng và thoáng mát. Em lên mã A4. Vai 46, bụng 52, dài 70. Một em màu tím ạ. A4, vai 46, bụng 52, dài 70. Có túi ngực ạ. Và dập dòng chữ ở trước ngực nữa nha. Một em tắc mắc của Hàn nhé các anh các chú nhé. Tắc mắc của Hàn ạ. Một em màu tím rất là đẹp. A4, vai 46, bụng 52, dài 70. Trước sau rất là đẹp nhé. Mỏng mát, thoáng mát. Em lên mã tiếp theo, mã A5, vai 44, bụng 52, dài 73. Vai 44, bụng 52, dài 73. Cổ phối, cổ ghi các anh các chú nhé. Cổ màu ghi rất là đẹp. Áo xẻ, tắc mắc của Nhật nha các anh các chú nhé. Áo xẻ tà nha, tắc mắc của Nhật nha. Mã A5, vai 44, bụng 52, dài 73. Áo rất còn mới và đẹp, độ mới 90-95% nhé. Tiếp theo mã A6, một em màu xanh ghi nhé, xanh ghi các anh các chú nhé. Cầu vai trượt, vai từ 46 đến 48, bụng 55, dài 73. Mã A6, vai 46 đến 48, bụng 55, dài 73. Né trắng và né vàng nha các anh các chú nha. Dập dòng chữ Mizuno ở trước ngực nha. Dập dòng chữ ở trước ngực này. Rất là đẹp ạ. Năng động trẻ trung, rất là thể thao. Một em tắc mắc của Nhật ạ. Một em tắc mắc của Nhật nha các anh các chú nha. Vai 46 đến 48, bụng 55, dài 73. Một mã A6 ạ. Màu xanh ghi nha các anh các chú nha. Em lên mã tiếp theo, mã A7. Mã A7 một màu ghi. Màu ghi mã A7. Vai 47, bụng 55, dài 75. Vai 47, bụng 55, dài 75. Đằng trước phối kẻ sọc xanh than nhá, xanh than trắng. Rất là trẻ trung năng động, một em nai nhá,
Một em nai rất là đẹp, made in Việt Nam nha các anh các chú nha. Made in Việt Nam. Một em made in Việt Nam tăng mắc của Nhật. Tăng mắc của Nhật nha các anh các chú nha. Đằng sau rất là đẹp ạ. Đằng sau rất là đẹp nha. Đằng trước phối kẻ rất là trẻ trung và năng động, mỏng mát. Vai 47, bụng 55, dài 75. Mã tiếp theo, mã A8, màu xanh than. A8, vai 43, bụng 51, dài 63. Vai 43, bụng 51, dài 63. Tay là tay màu ghi nhá. Tay tay màu ghi nha các anh chú nhá. Áo màu xanh đằng trước kẻ xanh xanh dương phối với lại xanh than nha các anh chú nhá. Tay màu xám ghi ạ. Đằng sau rất là đẹp. Đằng trước có thêu thêu hàng chữ này. Áo xẻ tà nha. Áo xẻ tà. Một em áo xẻ tà tắc mắc của Nhật các anh các chú nhé. Tắc mắc Nhật nhé. Áo xẻ tắc mắc Nhật. Nhật. A8 vai 43 bụng 51 dài 63. Vai 43 bụng 51 dài 63. Em lên mã tiếp theo A9. Vai 42 bụng 49 dài 66. Vai 42 bụng 49 dài 66. Một em có túi ngực này, một bên là túi khóa nhé. Một bên túi khóa, một bên túi cúc. Rất là đẹp. Một em acid túi ngực ở nách là lưới lưới rất là thông thoáng mồ hôi, thông thoáng mồ hôi. Đằng sau lưng, đằng sau cũng thế, lưới nhá, rất là thoáng mát nhá, thoáng mát thể thao nhá, rất là đẹp ạ. Áo xẻ tà nhá, một em tắc mắc của Nhật nha các anh các chú nhá. Áo xẻ tà. A9 vai 42 bụng 49 dài 66. Mã tiếp theo. Mã A10 ạ. A10. Vai 46 bụng 56 dài 75. Một em màu trắng. Vai 46 bụng 56 dài 75 ạ. Một em Adidas ạ. Rất là thể thao. Thể thao chất mát ạ. Mát nhẹ nhàng thể thao. Áo xẻ tà. Áo xẻ tà nha các anh các chú nha. Một em Adidas áo xẻ tà nha. Made in Thái Lan nha các anh các chú nha. Made in Thái Lan nha. Made in Thăng Na. Áo xẻ tà. Đằng sau có ba sọc nha. Sọc đằng sau lưng rất là trẻ trung năng động. Trên vai có né, có may đường né màu ghi rất là đẹp. A10 vai 46 bụng 56 dài 75. Một em màu trắng. Mã tiếp theo A11. Một em màu xám ghi. A44. Quên em xin lỗi. A11 vai 44 bụng 50 dài 66. Vai 44 bụng 50 dài 66. Một em màu xám ghi. Có dập dòng chữ ở đằng trước các anh các chú nhé. Tay né đằng sau có đường này rất là đẹp nha. Áo xẻ tà. Một em áo xẻ tà tắc mắc của Hàn các anh các chú nhé. Áo xẻ tắc mắc Hàn ạ. A11 vai 44 bụng 50 dài 66 ạ. Vai 44 bụng 50 dài 66. Mã tiếp theo A12. Vai 4 bộ A12 vai 42 bụng 48 dài 66 ạ. Vai 42 bụng 48 dài 66. Một em màu ghi phối với tay màu xanh than nha, tay và cổ màu xanh than nha. Túi có dập logo, túi có thêu cái logo nha. Túi thêu logo các anh các chú nha. Màu màu ghi nha, màu xám ghi tay phối với xanh than cổ và tay phối xanh than nha, tay bo nha. Các anh các chú nha. Một em tắc tắc mắc của Hàn. 100% cốt tông rất là thoáng mát ạ. Rất là thoáng mát các anh các chú nhé. Một em này made in Thái Lan nhé. Made in Thái Lan các anh các chú nhé. Made in Thái Lan A12 made in Thái Lan này. Vai 42 bụng 48 dài 66 ạ.
vai 42, bụng 48, dài 66. Mã tiếp theo A13, một em màu trắng, vai 45, bụng 50, dài 68. Vai 45, bụng 50, dài 68. Có ba sọc ở hông nha, hai bên hông nha, một em Adidas. Một em Adidas này. Rất là thể thao. Cho những anh nào yêu thích thể thao mặc rất là đẹp. Một em Adidas có kẻ sọc ở hai bên hông nha. Có ba sọc ở hai bên hông, cổ phối nhá, cổ trắng, phối đen, phối ghi nhá. Vai 45, bụng 50, dài 68 ạ. Một em Adidas, tag mark của Hàn ạ, tag mark của Hàn nhá. Vai 45, bụng 50, dài 68 ạ. Rất là đẹp. A14. Vai 42, bụng 46, dài 68, một em màu cam. Một em màu cam nha. Vai 42, bụng 46, dài 68. Cổ cổ phối với cái này kẻ xanh nha, xanh dương nha. Cổ và tay tay bo nha. Tay phối xanh, cổ phối xanh. Một em Bonoham, Bonoham một tên tuổi rất là quen thuộc. Một em áo xẻ tà nha. Một em áo xẻ tà tag mark của Hàn nha các anh các chú nha. Tag mark Hàn xẻ tà. A14, vai 42, bụng 46, dài 68. Rất là đẹp, trẻ trung năng động. Mã 15. Vai 46, bụng 54, dài 73. Mã A15, vai 46, bụng 54, dài 73. Một em thân đen phối với màu ghi ạ. Đen phối màu ghi nha các anh các chú nhá. Đen phối màu ghi, màu xám ghi nhá. Màu xám ghi rất là đẹp. Trên thì màu đen, dưới màu xám ghi nhá. Mã A15. Một em tag mark của Hàn ạ. Tag mark của Hàn các anh các chú nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Đằng trước đằng sau rất là đẹp. Mỏng mát ạ. Mùa hè các anh các chú mặc đi chơi đi làm rất là thoải mái và thoáng mát nhá. A15, vai 46, bụng 54, dài 73. Tiếp theo em lên mã 16 ạ. A16, vai 46, bụng 52, dài 67. Vai 46, bụng 52, dài 67 ạ. Một em màu xanh than ạ. Cổ cổ phối với kẻ trắng nhá, cổ cổ tay bo kẻ trắng nhá. Tay bo kẻ trắng được dập dòng chữ ở trước ngực nhá. Rất là đẹp, một em Roberto nhá. Ở bên hông này có sọc sọc trắng rất là nổi trẻ trung hông ở cổ. Vai 46, bụng 52, dài 67 ạ. Một em tag mark của Hàn ạ. Một em tag mark Hàn nha các anh các chú nha. Một màu xanh than rất là nhẹ nhàng này, mỏng mát này. Đằng trước đằng sau rất là còn mới và đẹp, độ mới 90 95% nha. Vai 46, bụng 52, dài 67 ạ. Em lên mã tiếp theo, mã A17. A17, vai 48, bụng 56, dài 72. Một em màu trắng phối với tay xanh than và cổ xanh than, tay và cổ xanh than nha các anh các chú nha. Cổ kéo khóa nha, cổ được kéo khóa nha. Cổ xanh than và kéo khóa, tay, hai tay màu xanh than. A17, vai 48, bụng 56, dài 72. A48, bụng 56 và dài 72. Màu trắng. Rất là đẹp. Màu xanh than, trẻ trung năng động, cổ kéo khóa nhé. Em lên mã tiếp theo, A18, màu xanh than. Vai 40, bụng 46, dài 66 ạ. Vai 40, bụng 46, dài 66. Tay bo, phối với màu xanh dương nhé. Cổ phối xanh dương, một em Adidas. Adidas, một em Adidas, cổ phối xanh dương, rất là đẹp. Vai 40, bụng 46, dài 66. Vai 40, bụng 46, dài 66. Một em tắc mắc của Hàn nha, các anh các chú nha. Xẻ tà, một em tắc mắc Hàn xẻ tà nha. Một em Adidas, rất là thể thao năng động. Mỏng mát nha, mỏng mát các anh, thoáng mát nha. Đi làm, đi chơi, đi lao động đều rất là phù hợp. A18, vai 40, bụng 46, dài 66 ạ. Mã A19. A19,
Một em cầu vai trượt vai khoảng từ 44 đến 46, bụng 49 dài 67 ạ. Vai từ 44 đến 46, bụng 49 dài 67, một em màu đen nha. Một em màu đen, đằng trước là phối kẻ trắng và tím ạ. Cổ khóa nha các anh các chú nhá. Cổ khóa. Đằng trước phối màu trắng, màu tím, màu trắng, màu tím, kẻ trắng, kẻ tím, cổ khóa nhá. Các anh các chú nhá. Một em tắc mắc của Nhật. Đấy. Em xin lỗi, một em tắc mắc của Hàn nhé, một em tắc mắc của Hàn nhé. Một em màu đen này, đằng sau là màu đen ạ, đằng sau là màu đen, đằng trước phối kẻ trắng kẻ tím rất là trẻ trung, cổ khóa và cầu vai trượt ạ. Vai khoảng từ 44 đến 46 mặc đều ok nhá. Bụng 49 dài 66 ạ. Dài 66 67. Mã tiếp theo mã A20. A20, vai 45, bụng 54, dài 71. Vai 45, bụng 54, dài 71. Một em màu xám ghi, bên trên phối màu hồng, họa tiết hồng rất là đẹp. Cúc, họa tiết màu hồng bên trên hồng. Ở dưới lưới, lưới nỗ nhá, lưới nỗ rất là thoáng mát. Thân, thân dưới nhá, rất là đẹp. Đằng sau lưng là lưới nỗ nhá, rất là mỏng mát, siêu siêu mát luôn, rất là đẹp. Độ mới 95% nha các anh các chú nha. Độ mới 95% nha. Rất trẻ trung. Anh là mặc thể thao đi chơi rất là thoáng mát nhẹ nhàng nha. Rất là thoáng mát nhẹ nhàng, một em tăng mát của Hàn ạ. Một em tăng mát của Hàn nha. A20, vai 45, bụng 54, dài 71 ạ. Mã tiếp theo mã A1. A21, một em màu be. Mã này mã A21 là mã em tặng. Vai 44, bụng 52, dài 68. Vai 44, bụng 52, dài 68. Mã này màu be, em tặng các anh các chú nhá. Cổ là cổ kẻ nhá. Cổ kẻ này, có túi ngực này. Có túi ngực tặng cho các anh các chú là mặc đi lao động rất là chất là mỏng mát, nhẹ nhàng. Một em tắc mắc của Nhật, một em tắc mắc của Nhật. Em tặng cho các anh các chú nào mặc lao động, đi lao động nha, nhẹ nhàng thoáng mát nha. Rất là đẹp cổ kẻ này. A21, vai 44, bụng 52, dài 68, em tặng mã A21 này nha. Mã A22. A22, vai 42, bụng 48, dài 62. Vai 42, bụng 48, dài 62. Một em họa tiết rất là đẹp, họa tiết màu đỏ, họa tiết xám trắng này. Họa tiết xám trắng rất màu đỏ nha, họa tiết xám trắng rất là đẹp, chất mỏng mát. Một em tắc mắc của Hàn nha, một em tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Phối cổ trắng này, tay bo này. A22, vai 42, bụng 48, dài 62 ạ. Vai 42, bụng 48, dài 62. All for you này, một em rất là đẹp. Mã A23, một em màu đen nha. Một vai 44, bụng 52, dài 66. Vai 44, bụng 52, dài 66. Cổ phối kẻ nha. Một em AB này, dập dòng chữ ở trước ngực ạ. Chất cốt tông giấy nha, cốt tông giấy các anh các chú nha. Một em của Hàn, một em tắc mắc của Hàn, cốt tông giấy ạ. Siêu siêu mỏng mát, nhẹ nhàng, mỏng mát rất là đẹp. Vai 44 bụng 52 dài 66, một em cốt tông giấy mã 23 nha, mỏng mát. Mã 24 A24, vai 48 bụng 52 dài 74. Mã A24, vai 48 bụng 52 dài 74, một em kẻ nha, một em màu be phối kẻ nha, một em màu be phối kẻ. Phối kẻ xanh xanh đen nha. Phối kẻ rất là trẻ trung, đẹp. Mỏng mát nha, chất cốt tông mỏng mát nha, 100% cốt tông nha. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn nha. Tắc mắc của Hàn. 100% cốt tông, mỏng mát, mặc đi chơi đi làm đều được. Độ mới 95% các anh các chú nha. Độ mới 95, có túi ngực. Có túi ngực. A24, vai 48, bụng 52, dài 74. Mã tiếp, em lên mã tiếp theo mã A25. Vai 45, bụng 52, dài 66.
vai 45, bụng 52, dài 66. Một em màu xanh dương phối kẻ trắng đỏ vàng nhé. Một em màu xanh dương phối kẻ trắng đỏ vàng, rất là năng động trẻ trung. Một em tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn, áo xẻ tà tắc mắc của Hàn nhé các anh các chú nhé. Áo xẻ nhá, đằng trước đằng sau rất là đẹp, đằng trước đằng sau cổ cũng rất là đẹp, trước ngực có thêu hình lá nha các anh các chú nhá. Tay bo, tay bo A25, vai 45, bụng 52, dài 66 ạ. Mã tiếp theo mã A26. Vai 46, bụng 53, dài 70, một em màu hồng. Vai 46, bụng 53, dài 70, một em màu hồng. Vai, trên vai và eo phối màu trắng nhá, rất là đẹp. Vẫn còn đẹp, mỏng mát nha các anh các chú nha. Mỏng mát nha. Vai 46, bụng 53, dài 70, một em tắc mắc của Hàn nha. Còn mới nhá, độ mới 95 đến 97% nha các anh các chú nha. Độ mới 95 đến 97% nha, còn mới nha, mặc thể thao, đi thể thao, đi chơi hay đi làm đều ok ạ. Vai 46, bụng 53, dài 70. Mã A27. Mã A27. Vai 48, bụng 55, dài 69 ạ. Vai 48, bụng 55, dài 69, một em kẻ nha. Một em kẻ xanh nha, kẻ xanh trắng phối hồng nha. Kẻ xanh trắng phối hồng. Một em made in China. Made in China các anh các chú nhá. Tăng mác Hàn. Tăng mác Hàn nhá. Tăng mác Hàn. Made in China, tăng mác Hàn. Một em cốt tông giấy rất là mỏng. Siêu mỏng, siêu mỏng mát nhá. Độ mới 95% nhá. Có túi ngực nhá. Có túi ngực thêu logo ở trước ngực nhá. Các anh các chú nhá. Độ mới 95%, siêu mỏng mát luôn các anh các chú nha. A27, vai 48, bụng 55, dài 69 ạ. Mã A28, vai 49, bụng 54, dài 71. A29, em xin lỗi, A28, vai 49, bụng 54, dài 71. Một em màu cam, một em màu cam. Một em màu cam, phối... phối cổ màu màu be nha. Phối cổ màu be nha, cổ cúc nha. Cúc nha. Cổ bẻ màu be nha chú nha. Một em tắc mắc của Hàn ạ. Một em tắc mắc của Hàn nha. Đằng trước đằng sau độ mới 95% nha các anh chú nha. Siêu siêu mát, một em cốt tông siêu siêu, một em thun lạnh, em xin lỗi, một em thun lạnh đằng sau này, đằng sau lưới nha. Lưới có in dòng chữ, một em thun lạnh nha. Rất là mát ạ. Mã A28, vai 49, bụng 54, dài 71 ạ. Em lên mã tiếp theo A29, một em màu xanh dương nha. Họa tiết chìm, họa tiết chìm nha. Rất là đẹp. A29, vai 42, bụng 49, dài 67 ạ. Vai 42, bụng 49, dài 67. Họa tiết chìm rất là đẹp, đằng trước này, đằng sau này. Rất là đẹp, thoáng mát nha. Lưới nha, đằng sau là nỗ thông thoáng nha. Nỗ lưới nha. Mỏng, siêu mỏng mát luôn. Hôm nay em nên xả kho toàn áo siêu mỏng mát cho các anh các chú nha. Các anh các chú mặc đi làm, đi chơi đều được nha. Đi lao động rất là thoáng mát. Một em tắc mắc của Nhật nha. Một em tắc mắc của Nhật. A29, vai 42, bụng 49, dài 67 ạ. Màu xanh rất là đẹp. Tiếp theo nên mã A30. A30, vai 44, bụng 51, dài 68. Vai 44, bụng 51, dài 68. Một em áo kẻ màu cam phối xanh trắng nhá. Một em áo kẻ cam phối xanh trắng nhá. Anh các chú nhá, cổ màu xanh này, cúc này, có túi ngực. Có túi ngực anh các chú nhá. Một em rất là đẹp. Áo xẻ nhá, áo xẻ, một em áo xẻ tăng mác của Hàn ạ, một tăng mác của Hàn nhá. Áo xẻ nha các anh các chú nhá, áo xẻ. Đằng sau rất là đẹp. Siêu mỏng mát luôn, mã A30, vai 44, bụng 51, dài 68 ạ.
A31, một em màu xanh xanh dương nha. Một em màu xanh dương A31, vai 46, bụng 50, dài 66. Vai 46, bụng 50, dài 66. Một em họa tiết chấm bi trắng nhá, chấm chấm bi nhá, chấm bi màu trắng, chấm bi trắng nhá. Một em tag mark của Nhật. À một em quên em xin lỗi, một em tag mark của Hàn nhá. Một em tag mark của Hàn ạ. Đằng trước đằng sau còn rất là đẹp. Một em tag mark của Hàn nhá các anh các chú nhá. Là cứ theo dòng chữ ở trước ngực này. A31, vai 46, bụng 50, dài 66 ạ. À, tiếp theo mã A32, vai 42, bụng 45, dài 71. Vai 42, bụng 45, dài 71. Một em xanh coban, cổ phối kẻ trắng, cổ phối kẻ trắng, cổ cúc nhá. Một em nai nhá, một em nai này. Tay bo kẻ trắng, tay bo kẻ trắng em nai nhá. Một em nai, áo xẻ tà nhá, áo xẻ tà các anh các chú nhá. Tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá, áo xẻ này, tắc mắc của Hàn này. Một em nai còn rất là đẹp, một em nai made in China, tắc mắc Hàn nha các anh các chú nhá. Một em nai made in China, tắc mắc Hàn nha. Vai 42, bụng 45, dài 71. Mã tiếp theo mã A33, vai 49, bụng 50, dài 65. Một em màu hồng phấn nhá. A33, vai 49, bụng 50, dài 65 ạ. Một em có túi ngực nhá. Túi ngực này. Túi ngực theo chữ túi ngực này. Cổ cổ kẻ trắng nhá, cổ cổ với kẻ trắng. Độ mới còn cao nha các anh các chú nhá. Áo xẻ tà nhá, áo xẻ tà, một em tắc mắc của Nhật. Một em tắc mắc của Nhật, áo xẻ. Áo xẻ một em tắc mắc của Nhật. Đằng trước đằng sau đều còn mới, độ mới 95% các anh các chú nhá. Chất rất là mỏng mát. A33, vai 49, bụng 50, dài 65. Mã tiếp theo mã A34. A34, vai 40, bụng 48, dài 64. Vai 40, bụng 48, dài 64 ạ. Một em màu xanh than. Một em màu xanh than tay bo. Một em màu xanh than tay bo nhá các anh các chú nhá. Tay bo này. Hai bên này này, một em thể thao cốt tông mỏng mát nha các anh các chú nhá. Cốt tông mỏng mát. Một em made in Hàn Quốc, một em made in Hàn nhá. Made in Hàn, tag mark của Hàn, đằng trước đằng sau đấy ạ. Rất là đẹp. Tag mark Hàn, A34, vai 40, bụng 48, dài 64 ạ. Mã tiếp theo mã A35, một em màu hồng phấn nhá. A35, vai 46, bụng 53, dài 72. Vai 46, bụng 53, dài 72. Một em màu hồng phấn phối với kẻ xanh, kẻ ngang xanh, kẻ ngang xanh. Cổ cúc nha các anh các chú nha. Áo xẻ và tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn nha các anh các chú nha. Tắc mắc Hàn. Đằng sau vẫn còn mới, độ mới cao, độ mới rất là cao. Một em búp blazer này. Made in Việt Nam nhé, Made in Việt Nam tag mark Hàn nha các anh các chú nhé. Made in Việt Nam tag mark Hàn này. Vai 46, bụng 53, dài 72 ạ. Mã A36. A36. Vai 48, bụng 52, dài 72. Vai 48, bụng 52, dài 72. Một em màu xanh nhé. Một em màu xanh. Một em màu xanh dương. Một em màu xanh nhé. Cổ cổ phối xám nha, cổ cúc xám nha. Có túi ngực nha, túi ngực phối xám. Túi ngực nha, viền viền túi ngực màu xanh than hoặc màu xám ghi nha các anh các chú nha. Một em tag mark của Hàn ạ, một em tag mark của Hàn ạ. Vai 48, bụng 52, dài 72. Vai 48, bụng 52, dài 72 ạ. Áo độ mới còn 95 đến 97% các anh các chú nha. Siêu siêu mỏng mát luôn. Mã tiếp theo mã A37. Một em màu đen. Vai 45, bụng 49, dài 68.
Vai 45, bụng 49, dài 68 ạ. Dập logo ở trước ngực cúc. Bên trong là màu xanh dương nhá. Bên trong nó màu xanh dương, ngoài màu đen nha các anh các chú nha. Tag mark của Nhật, một em tag mark của Nhật. Bên trong màu xanh dương, ở ngoài màu đen nha các anh các chú nha. Họa tiết hoa văn chìm nhá. Họa tiết hoa văn chìm nha các anh các chú nhá. Còn rất là mới và đẹp. Nhẹ nhàng, thoáng mát, đẹp. A37, vai 45, bụng 49, dài 68 ạ. Tiếp theo em lên mã A38, một em kẻ sọc. Trắng kẻ sọc nha, một em kẻ sọc. Vai 48, bụng 54, dài 70. Vai 48, bụng 54, dài 70 ạ. Cổ tím nha, kẻ sọc tím phối xanh nha, kẻ sọc tím phối xanh trắng nhá. Cúc nha, có túi ngực các anh các chú nha. Một em màu kẻ sọc tím phối xanh trắng nha. Cổ màu tím ạ, có túi ngực ạ. Có túi ngực rất là trẻ trung năng động các anh các chú nhé. Một em này. Một em kinh, họ nhà giật kinh nha. Tăng ma giật kinh. Rất là thể thao, nhẹ nhàng, mát. Độ mới còn 95-97% nha các anh các chú nha. A38, vai 48, bụng 54, dài 70. Mã A39, vai 51, bụng 56, dài 71. Màu xanh coban. Vai 51, bụng 56, dài 71. Vai 56, vai 51, bụng 56, dài 71. Một em tag mark của Nhật. Một em tag mark của Nhật nha. Màu xanh coban, thông thoáng, lưới nỗ thông thoáng nha em, nỗ thông thoáng rất là đẹp, còn mới nha, độ mới cao nha, 95% nha, có túi ngực nha các anh các chú nha, có túi ngực nha. A39, vai 51, bụng 56, dài 71 ạ. Một mã A40, vai 38 đến 40, bụng 45, dài 64. Một em cầu vai trượt, một em cầu vai trượt màu trắng. Vai từ 38 đến 40 mặc đều ok nha. Bụng 45, dài 64 ạ. Một em màu trắng nhá. Một em màu trắng 100% cốt tông. Một em tag mark của Nhật nha các anh các chú nha. Một em tag mark của Nhật ạ. Một em tag mark của Nhật màu trắng, cầu vai trượt nha. Cầu vai trượt. Áo rất là thể thao, năng động, nhẹ nhàng, thoáng mát. Vai 38 đến 40, bụng 45, dài 64 ạ. A41. Vai 44 đến 48 nhá. Vai 44 đến 48, bụng 52, dài 67 ạ. Một em cầu vai trượt ạ. Một em cầu vai trượt màu trắng, cầu vai trượt phối với lại màu xám đen nha, xám đen nha các anh các chú nhá. Cổ xám đen né trắng này. Cổ khóa nhá, cổ khóa nhá. Dập logo ở trước ngực ấy. Cổ khóa. Cầu vai trượt nha, vai khoảng từ 44 đến 48 đều ok ạ. Bụng 52 dài 67 ạ. Bụng 52 dài 67. Một em tắc mắc của Nhật nhá, một em tắc mắc của Nhật nha các anh các chú nhá. Đằng trước đằng sau vẫn còn mới, độ mới cao. Độ mới 95% ạ. Mới 95%. A41, vai 44 đến 48, bụng 52, dài 67 ạ. Dài 67, rất là đẹp. Mã tiếp theo mã A42. Vai 48, bụng 54, dài 68 ạ. A42, vai 48, bụng 54, dài 68, một màu xanh dương. Một màu xanh dương nha. Màu xanh dương các anh các chú nha. Một em tag mark của Hàn, tag mark của Hàn màu xanh dương đằng sau, đằng sau độ mới 90 đến 92%. Tay bo nha anh chú nha, tay bo cúc ngực này. Chơi thể thao rất là thoáng mát, thể thao mặc đi chơi cũng được, đi làm cũng được nha. Nhẹ nhàng mỏng mát. A42, vai 48, bụng 54, dài 68 ạ.
Mã tiếp theo mã A43 màu xanh ghi, màu xanh xám. Vai 50, bụng 54, dài 78 ạ. A43, vai 50, bụng 54, dài 78 ạ. Cúc ngực nha. Áo cúc ngực một em màu xanh xám. Tay bo, áo xẻ tag mark của Hàn ạ. Một em tag mark Hàn. Em xin lỗi ạ, một em tag mark của Nhật ạ. Một em tag mark của Nhật nha. Tag mark Nhật ạ. Áo xẻ nha, áo xẻ các anh các chú nha. Tay bo. Một em tag mark của Hàn rất là đẹp, thoáng mát, thấm hút mồ hôi, phù hợp mặc đi lao động hoặc đi ở nhà đều được. Vai 50, bụng 54, dài 78 ạ. Mã tiếp theo A44 ạ, mã tặng. Vai 50, bụng 56, dài 68 ạ. Một em màu xám. Một em màu xám. Vai 50, bụng 56, dài 68 ạ. Mã A44 mã tặng nha các anh các chú nha. Mã tặng. Một em áo xẻ mã tặng nha. Tặng cho các anh các chú mặc đi làm nha. Mặc đi làm hay mặc ở nhà đều được. Một em nai nha. Một em nai ạ. Một em màu xám. A44, vai 50, bụng 56, dài 68 ạ. Mã A45, vai 44, bụng 47, dài 68 ạ. Vai 44, bụng 47, dài 68. Một em màu xanh non nha. Xanh non, tay bo, bo tay nha. Cúc ngực nha các anh các chú nha. Một em màu xanh non. Một em tag mark của Nhật nha. Tag mark Nhật các anh các chú nha. Một em màu xanh non, rất là đẹp. Mặc thể thao thấm hút mồ hôi. A45, vai 44, bụng 47, dài 68 ạ. Vai 44, bụng 47, dài 68. Mã tiếp theo A46 ạ. A46, vai 44, bụng 51, dài 65. Vai 44, bụng 51, dài 65. Một em màu xanh dương, phối họa tiết trắng nhá. Xanh dương phối họa tiết trắng, cổ xanh kẻ trắng ạ. Một em tag mark của Nhật nha. Một em tag mark của Nhật, áo xẻ tà tag mark Nhật ạ. Tag mark Nhật nha. Có túi ngực nha các anh các chú nha, túi ngực. Túi ngực nha. Tay tay có né trắng này, rất là đẹp, trẻ trung năng động. Mặc thể thao rất là thấm hút mồ hôi, mặc ở nhà hay đi lao động. A46, vai 44, bụng 51, dài 65 ạ. Mã tiếp theo A47, vai 42, bụng 44, dài 73. Vai 42, bụng 44, dài 73. Một em màu đỏ phối kẻ trắng nhá, phối kẻ ngang trắng. Một em áo màu đỏ. Bonoran, một em hàng hiệu rất là đây, túi ngực. Theo logo ở trước ngực. Một em Ralph nha các anh các chú nha. Ralph. Một hàng hiệu rất là có tiếng. A47 nha. Vai 42, bụng 44, dài 73 nha. Mã tiếp theo A48, một em màu đen, vai 51, bụng 55, dài 76. Vai mã 48 em xin tặng nha, tặng các anh các chú mặc đi lao động nha. Vai 51, bụng 55, dài 76. A48 em tặng các anh các chú nha. Tặng các anh các chú nha. Logo họa tiết hình lá bài, dập dập logo là chữ ở sau lưng, đằng sau. Đằng trước đây, có túi ngực nha các anh các chú nha. A48 em tặng. Vai 51, bụng 55, dài 76 ạ. Mã A49. Vai 44, bụng 52, dài 68. Vai 44, bụng 52, dài 68 ạ. Một em áo xám đen. Áo xám đen nha. Cổ màu xanh non này, có chữ cổ màu xanh non có chữ nha. Theo dòng chữ nha. Dập logo ở trước ngực ạ. Dập logo ở trước ngực Một em tag mark của Hàn ạ. Tag mark của Hàn các anh ấy chú nhá. Màu xám đen,
cổ màu xanh non theo chữ nha, tay né xanh trắng, một em xám đen. A 49, vai 44, bụng 52, dài 68. A 50, vai 45, bụng 50, dài 64. A 50, vai 45, bụng 50, dài 64. Một em made in China, một em nai nhé, một em nai. Theo theo hình móc câu ở ngực nhé. Cổ khóa một em made in China nhé. Áo xẻ tag mark của Nhật, tag mark Nhật nhé. Áo xẻ tà tag mark Nhật made in China nhé. Một em nai, màu màu củ đậu, màu củ đậu. A 50, vai 45, bụng 50, dài 64. Mã tiếp theo, A 51, vai 47, bụng 52, dài 65. A 51, vai 47, bụng 52, dài 65. Một em màu xanh, phối kẻ trắng đen, phối kẻ trắng đen nhé. Phối kẻ trắng đen các anh chú nhé. Có túi ngực ạ, túi ngực. Một em tắc mắc của Hàn, một em tắc mắc của Hàn ạ. Đằng trước đằng sau độ mới còn cao nha. Một em Thomas Harry nha. Siêu mỏng mát luôn, siêu mỏng mát. Mặc đi chơi đi làm đều thoáng mát ạ. A 51, vai 47, bụng 52, dài 65 ạ. Mã A 52, vai 42, bụng 50, dài 66. Vai 42, bụng 50, dài 66. Một màu xanh coban nhé, màu xanh coban. Màu xanh coban. Có dập dập chữ ở tay, dập chữ ở tay. Màu xanh coban. Tag mark của Hàn, tag mark của Hàn các anh nhé chú nhá. Đằng trước đằng sau. Đằng sau rất mới đẹp, độ mới 90 95% ạ. Một em tag mark của Hàn ạ. A 52, vai 42, bụng 50, dài 66 ạ. Mã A 53. A 53 một em màu xanh dương. Vai 42, bụng 46, dài 72. Vai 42, bụng 46, dài 72. Một em xanh dương phối họa tiết chấm trắng nhá. Chấm trắng các anh các chú nhá. Chấm trắng. Một em chấm trắng. Tắc mắc của Nhật, tắc mắc Nhật các anh các chú nhá. Áo hơi xẻ nhẹ, áo xẻ nhẹ nhá, tắc mắc Nhật. Tắc mắc Nhật đằng trước đằng sau độ mới còn cao, thấm hút mồ hôi, siêu mỏng. Áo mỏng nhẹ nhàng mặc mát. A 53, vai 42, bụng 46, dài 72. Một em màu xanh dương phối họa tiết chấm bi trắng ạ. Vai 42, bụng 46, dài 72 ạ. À, tiếp theo A 54. A 54, vai 38, bụng 44, dài 66. Vai 38, bụng 44, dài 66. Một em màu đen ạ, một em Uniqlo made in Việt Nam nhé, Uniqlo một em màu đen Uniqlo made in Việt Nam ạ. Made in Việt Nam. Xuất Nhật nhá. Xuất Nhật các anh các chú nhá. Áo có xẻ nhẹ nhá, xuất Nhật nhá. Uniqlo made in Việt Nam, một em màu đen cho các anh các chú nào nhỏ từ 45 đến 50 cân. A 54, vai 38, bụng 44, dài 66 ạ. Mã tiếp theo A 55 ạ. A 55, vai 43, bụng 50, dài 63. Vai 43, bụng 50, dài 63. Một em áo trắng phối kẻ xanh vàng, một em áo trắng phối kẻ xanh vàng, cổ màu xanh cúc, dập logo đằng trước, áo của Toroi rất là đẹp các anh chú nha. Cốt tông mỏng mát nha, một chất cốt tông mỏng mát. Một em tag mark của Nhật, một em tag mark của Nhật nha, chứa đằng sau độ mới 95% ạ. Siêu mỏng mỏng mát nhẹ nhàng thấm hút mồ hôi. A 55, vai 43, bụng 50, dài 63. Mã tiếp theo A 56. A 56
màu đen A56, vai 46, bụng 49, dài 71. Vai 46, bụng 49, dài 71. Một em màu đen tay bo. Em màu đen tay bo nha. Thêu dòng chữ ở trước ngực. Một em áo xẻ, xẻ tà, tà trước ngắn hơn tà sau một xíu nhá. Một em áo tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn nhá. Tà trước ngắn hơn tà sau nha, xẻ tà. Một em màu đen. Cốt tông thấm hút mồ hôi này. A56, vai 46, bụng 49, dài 71 ạ. Mã A57, A57, vai 44, bụng 48, dài 72. Vai 44, bụng 48, dài 72. Một em màu xanh rêu ạ. Một em màu xanh rêu nha. Một em màu xanh rêu các anh chú nhá. Thêu logo ở trước ngực. Một em màu xanh rêu, thêu logo trước ngực nha. Áo xẻ tà. Áo xẻ tà, một em áo xẻ tà. Tắc mắc của Hàn. Tắc mắc của Hàn các anh các chú nhá. Xẻ tà nhá. Một em màu xanh rêu. Cốt tông thấm hút mồ hôi nhẹ nhàng, cốt tông mỏng các anh các chú nhá, mỏng nhá. A57, vai 44, bụng 48, dài 72. Em lên mã tiếp theo. A58, vai 51, bụng 56, dài 77. A58, vai 51, bụng 56, dài 77. Một em áo màu đỏ. Một em áo màu đỏ nhá. Em áo màu đỏ. À, cúc ngực nhá. Cúc ngực này. Tay tay thêu logo. Tay thêu chữ. Áo xẻ tà. Áo xẻ tà. Tắc mắc của Hàn nhá các anh các chú nhá, tắc mắc Hàn nhá. Áo xẻ tà. Một em màu đỏ. Một em cốt tông mỏng, một em cốt tông mỏng nhẹ nhàng, mát, thoáng mát. A58, vai 51, bụng 56, dài 77. Mã tiếp theo, A59, một em màu xám. A59, vai 44, bụng 50, dài 66. A59, vai 44, bụng 50, dài 66 ạ. Một em màu xám nha. Một em màu xám này. Có túi ngực nha. Có túi ngực. Cúc ngực nha. Một em tắc mắc của Hàn, tắc mắc của Hàn nha các anh các chú nha. Màu xám độ mới còn cao nha. Độ mới 95 97%. Có túi ngực này. Né viền trắng rất là nổi. Mỏng mát nha, áo lưới nha. Áo lưới nha. Nộ thoáng mát này. Thoáng mát, thoáng mát. A59, vai 44, bụng 50, dài 66 ạ. Mã A60 là mã tặng cho các anh các chú nào mặc đi lao động hay mặc ở nhà nhé. Mã tặng A60, vai 45, bụng 49, dài 70. Vai 45, bụng 49, dài 70. Một em màu xanh nhé, Golden Bear này. Có túi ngực này, thêu logo hình con gấu này, Golden Bear này. Một em áo xẻ tà này, xẻ tà tắc mắc của Nhật, tắc mắc Nhật nhá các anh các chú nhá. Một em màu xanh. Một em màu Golden Bear này. Mã này em tặng cho các anh các chú nhá. Mã A60. A em xin lỗi, mã A61. A61, vai 44, bụng 49, dài 66. Vai 44, bụng 49, dài 66. Một em màu trắng phối với màu nâu nhá. Nâu cà phê nhá. Một em màu trắng phối màu nâu cà phê nhá. Obeno design nhá. Rất là đẹp. Một em cốt tông siêu thấm hút hút mồ hôi này. 100% cốt tông nhá. Tắc mắc của Nhật nhá, tắc mắc Nhật nhá. Áo xẻ tà tắc mắc Nhật các anh các chú nhá. Tao mang Nhật nha. A61, vai 44, bụng 49, dài 66 ạ. A62. Một em cầu vai trượt nha. Một em áo cầu vai trượt ạ. Vai từ 46 đến 48 nha. Bụng 53, dài 73. Một em áo cầu vai trượt.
cho dành cho các anh các chú nào mặc thể thao, boxing này, áo boxing, áo thể thao nhé, cho các anh các chú nào chơi thể thao này, rất là năng động, khỏe khoắn nhé, thoáng thoáng mát, thấm hút mồ hôi này, rất thoáng. A62 cầu vai trượt, cầu vai trượt 46, 48 đều mặc được nhé, bụng 53 dài 73 cho các anh các chú chơi thể thao nhé. Đằng sau, đằng trước có né trắng rất là trẻ trung, cầu vai trượt nhé. A63, A63 vai 44, bụng 50 dài 70, vai 44 bụng 50 dài 70, A63. Một em Tommy nhé, một em Tommy này, tay bo này, màu xanh dương này, màu xanh dương nhé, màu xanh dương, một em Tommy. Vạt áo xẻ nhé, vạt xẻ nhé, vạt áo xẻ, vạt trước ngắn hơn vạt sau ạ, vạt trước ngắn hơn vạt sau các anh các chú nhé. Một em tắc mắc của Nhật, một em tắc mắc Nhật nhé, độ mới còn khá cao, áo xẻ này, một em Tommy mỏng, siêu siêu mỏng luôn. A63 vai 44 bụng 50 dài 70, một em màu xanh dương. A64 vai 46 bụng 54 dài 67, A64 vai 46 bụng 54 dài 67 ạ, một em màu trắng sữa, một em màu trắng sữa nhá. Có túi ngực này, túi ngực theo logo sao nhá, một em màu trắng sữa đằng trước đằng sau, chất dày dặn, thấm hút mồ hôi, thoáng mát. A64 vai 46 bụng 54 dài 67 ạ, một em màu trắng sữa nhá. Mã A65 vai 41 bụng 45 dài 67, A65 vai 41 bụng 45 dài 67 ạ, một em màu xanh, một em màu xanh 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 than xanh nhá, một em Haji nhá, một em Haji này, logo trước ngực này, tay bo, cổ màu xanh nhá. Một em áo xẻ, một em áo Haji áo xẻ này, tăng mác của Hàn nha các anh các chú nhá, tăng mác Hàn nha, tăng mác Hàn các anh các chú nhá. Một em Haji này, một hãng rất là nổi tiếng này, áo siêu mỏng mát nhẹ nhàng. A65 vai 41 bụng 45 dài 70. Mã tiếp theo A66 vai 41 bụng 48 dài 67, A66 vai 41 bụng 48 dài 67, một em áo màu xanh dương, tay phối tay màu, một bên tay màu ghi, một bên tay màu xanh, cổ trắng nhá, một em hum nhá, một em áo hum, tag mark của Hàn nha các anh các chú nhá, tag mark Hàn, áo xẻ vạt trước ngắn hơn vạt sau nhá. Một em màu xanh dương, cổ trắng, một bên tay màu ghi, một bên tay màu xanh, rất là đẹp. A66 vai 41 bụng 48 dài 67 ạ. A67 vai 42 bụng 50 dài 67, A67 vai 42 bụng 50 dài 67, một em áo màu đỏ Uniqlo nhé, Uniqlo made in Việt Nam nhé, made in Việt Nam, Uniqlo cổ cổ phối kẻ nhé, made in Việt Nam, tem xuất Nhật nhé các anh các chú nhé, tem xuất Nhật các anh các chú nhé, tem xuất Nhật Uniqlo này, một em hãng rất là nổi tiếng, cốt tông mỏng nhẹ nhàng, thoáng mát ạ. A67 vai 42 bụng 50 dài 67, một em màu đỏ. A68 vai 50 bụng 58 dài 73,
A68, vai 50, bụng 58, dài 73, một em màu đen, tay bo, một em màu đen tay bo. Theo logo ở trước ngực, theo logo ở trước cực. Một em áo xẻ. Một em áo xẻ tag mark của Hàn, tag mark Hàn nha các anh các chú nha. Áo xẻ nha. A68, một em màu đen này. Vai 50, bụng 58, dài 73. Một đằng sau này. Đằng trước. Và A69, vai 53, bụng 59, dài 70. Vai 53, bụng 59, dài 70. Một em áo đỏ phối với kẻ trắng nhé. Kẻ trắng cam nhé. Một em áo đỏ phối kẻ nhé. Có túi ngực này. Theo logo ở túi ngực nha các anh các chú nhé. Có túi ngực này. Còn em áo kẻ đỏ rất là đẹp. Hôm nay em lên toàn những mã áo mỏng mát nha. Em này siêu mỏng mát này, nhẹ nhàng mặc mát rất là đẹp. Còn mới nha, độ mới cao các anh các chú nha. Độ mới 95-97% này. Áo rất là thoáng mát. A69, vai 53, bụng 59, dài 70. Em lên mã A70. A70, vai 47, bụng 52, dài 68. Vai 47, bụng 52, dài 68. Một em xanh coban, một em boham t-shirt này. Theo logo ở trước ngực nha. Tay tay theo hình chữ này. Theo logo trước ngực này. Một em xẻ tà. Một em xẻ tà tà trước ngắn hơn tà sau một xíu nha. Một em tag mark của Hàn, một em tag mark của Hàn nhé. Mã A70 cũng là mã cuối cùng nhé. Em lên mã A70 là mã cuối cùng nha các anh các chú nhé. Một em màu xanh coban này. Vai 47, bụng 52, dài 68. Hôm nay em đã lên 70 mã áo. Kính mong các anh các chú ưng mã nào thì hãy gọi về hotline cho em để em được tư vấn và gửi hàng cho các anh các chú ạ. Chúc các anh các chú một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc.